nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe bình an và vạn sự như ý cuộc đời này á có nhiều cái câu chuyện mình tưởng chừng như là nó giống như cái hình ảnh ở ngoài đời thật là một người có cái vẻ mặt hiền lành phúc hậu chứ nhưng mà để mà đi tìm hiểu thật hư sâu xa thì nó lại là một cái câu chuyện khác mà không ai có thể tưởng tượng được cho nên đến giờ phút này đây nè phía bên của cố ca sĩ họ im lặng là có một cái lý do cả đấy không phải là họ nghĩ cho họ không đâu họ nghĩ cho cả gia đình của cờ và tương lai cũng giống như là sự nghiệp của cờ họ nghĩ đến cái tình cái nghĩa một cái chút gì đó được gọi là để lại cái danh dự cho cờ còn một người mà làm sai mà gieo cho gia đình của họ biết bao nhiêu là các câu chuyện tai tiếng đó, thì phải đứng lên và xin lỗi. chứ nhưng mà đến giờ phút này nè, có ai nghe họ nói cái gì không ạ? À? hay là những cái điều mà họ ngày đêm vẫn gieo rắc ra đó? mấy ngày vừa qua mọi người cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu là các câu chuyện được gọi là vặn đen của cờ đấy. họ nói thì họ nói vậy thôi để họ có thể là dắt mũi những người yêu mến hâm mộ của cờ. Tại vì những người Cô chú anh chị em Chưa có hiểu rõ cái sự việc Cho nên rằng là Cứ nghĩ cờ Là một người ngoan hiền Là một người mà Sống vì tình vì nghĩa Tại vì cô chú không có hiểu thôi Chứ nếu như cô chú hiểu rồi Cô chú sẽ quay xe liền Bởi vì á Cái tình cảm mà cô ca sĩ dành cho cờ Nó dạt dào lắm Cô ấy làm, cô ấy lo cho cờ nhiều lắm Nói thật sự với mọi người khi mình nhìn thấy cái hình ảnh của cờ sống chung trong một cái gia đình Mà ta nói từ đầu đến cuối Không thấy cái gì được gọi là để cho con mình phát triển cả Mẹ thì bác tài là nhà Ta nói hít hà hoài à Tại vì bị nhiễm Nhiễm dây mơ rẻ má đối với chị của cờ đấy Cho nên là nó đâu có nên nết đâu Bây giờ thì Quýnh Nhà sẽ kể cho mọi người nghe về một cái câu chuyện Và chắc có lẽ khi mà kể ra thì mọi người cũng sẽ hết hồn Bởi vì bao lâu nay cái hình ảnh chăn chất của một gia đình thuần nông á Các bạn nghĩ rằng là nó đúng sự thật ư Các bạn cứ nghĩ bao lâu nay khi mà mẹ của cờ vào sống chung cùng với lại gia đình của cố ca sĩ Là phải đi làm thuê Phải làm người ở Không có hề ăn sung mặt sướng lắm nha. Tối nào cũng có siêu men vào trong người. Nói siêu men thì không đúng đâu. Cả lít men vào trong người. Đi cầu quắc cầu quắc. Quẩy tứ tung lung sàn. Thì mới lên giường đi ngủ được. Đã. Rồi chưa kể rằng là có mỗi một người cháu thôi. Mà cũng đâu có chăm lo, cũng đâu có chăm sóc cho được đâu. Vậy mà người ta nói rằng là vào nhà của cố ca sĩ làm người ở. Dạ vâng, nhà của cố ca sĩ đã có một cô giúp việc rồi. Cho nên rằng là cái người đó giống như là cái người chủ chốt vậy đó. Chứ còn mẹ của cờ là chỉ làm màu là mẹ thôi. Cứ lẳng quẳng lẳng quẩn giống như là cái người mà được gọi là vô hồn ấy. Cho nên á, cờ biết bao nhiêu lần vứt đồ vất đạt của mẹ mình ra khỏi nhà của cố ca sĩ đấy. Đuổi đi mà. Trời ơi ta nói một cái gia đình nó rối rem lắm Nó rối não lắm Mà chỉ có cố ca sĩ mới là cái người mà bao dung đến cái mức độ như vậy thôi Chứ ai ai người ta nhìn người ta cũng hoảng hồn hết á Những cái trận mà hét hò đổ trong nhà của cố ca sĩ Ta nói chắc chồm xóm xung quanh người ta biết rõ lắm đó mấy bạn ơi Thiệt sự nó ê chề gì đâu luôn á Vậy mà người ta tưởng đâu là người ta là gia đình thuần nông Mà cũng không có trách được các bạn tại vì các bạn đang bị dắt mũi trong cái câu chuyện này mà tại vì cờ sống ảo lắm không bao giờ mà sống thật để cho các bạn có thể là hiểu được con người bản chất thật của máy đâu ta nói một cái người mà được gọi là ngôi sao hạng a giống như của ca sĩ đứng trên sân khấu với một cái hình ảnh rất là lộng lẫy chứ nhưng mà về tới nhà rồi á là phải chăm sóc cho cả đàn con trong đó có cháu ruột của cờ nữa cái lúc mà đi ngủ á tao nói kéo nguyên cả một bài con mà nhìn nó rối rít thay mà tội luôn á cô ấy nằm có chút xíu ở trên cái giường thôi cô ấy nhường hết lại cho các con của mình đó là cái tình yêu thương mà ta nói là vĩ đại nhất cuộc đời này khó có ai làm được lắm các bạn nuôi một người con thôi nó đã khó khăn rồi con đằng nay á là cố ca sẽ phải chạy đôn chạy đáo lo cho những 22 người con rồi lo cho cả gia đình của cờ từ bố lẫn mẹ cho đến bản thân của cờ người ta đâu có hiểu đâu một ngôi sao hạng a nếu như họ sống một cái cuộc đời được gọi là sang chảnh một cái người mà có tiền mắc mớ gì hà cớ gì mà người ta đem cả gia đình của cờ về nuôi làm gì cho nó mệt họ sống cho bản thân của họ thôi nếu như họ là cái người mà không có cái tâm hướng thiện mắc mớ gì mà phải lao đào vào một cái gia đình mà ta nói nó không có một cái miếng nóc nào như vậy cả thử hỏi mọi người rằng là cô ấy có đồng cảm không cô ấy thương chứ chứ nhưng mà bản thân gia đình của cờ á, là giống như là cái cây tầm gửi vậy đó giống như là nằm gai ném mặt để chờ ngày bung lụa đó người ta suy nghĩ kỹ lắm tính toán lắm ta nói gửi tiền cho phía bên cố ca sĩ xong rồi dự trù á là sẽ để cho cố ca sĩ mua nhà đó người ta tính toán chi ly lắm trời ơi ta nói ý ơi một tiếng mẹ hai tiếng mẹ một tiếng em hai tiếng cũng em rồi á bây giờ sao mọi người đi cái nói rằng là hả ủa có ai mời đâu tôi về <laughs> cuộc đời này nó ngộ lắm ta nói người ta dứt tình dứt nghĩa nó nhanh nó gọn lắm cho nên cái giây phút cuối cùng này đây nè phía bên của cố ca sĩ là họ còn giữ được cho chút tình rồi đấy họ còn giữ đến cái tình cái nghĩa một chút cho rồi đấy bản thân của mình có biết nắm giữ hay không đó là cái chuyện của mình nha chứ đừng có để cho cái câu chuyện này nó bung lụa ra ta nói nó không có còn cái gì được gọi là ê chè hơn đâu bản thân của cờ giờ phút này đây mà còn không dám đánh tiếng là mọi người hiểu cái câu chuyện rồi đấy mọi người nghĩ rằng là chúng tôi ngồi đây nói là những cái câu chuyện bịa đặt ư không hề các bạn là những người sáng suốt mà mình tin chắc rằng là các bạn sẽ hiểu rõ tường tặng nếu như các bạn chịu khó tìm hiểu các bạn thử một lần đi tìm hiểu về gia đình của cờ đi rồi các bạn nói gì thì nói về chúng tôi cũng được mà cho nên á, nhìn thấy những cái hình ảnh mà nó khuất tắc như vậy. Nhìn thấy một cái người mà thương các con của mình như vậy. Rồi để cho người khác, người ta vu vại những cái câu chuyện bịa đặt thiêu dệt. Á. Thì thử hỏi mọi người rằng là có ai mà kìm lòng nổi. Chúng tôi cũng chỉ là những người dương nước lã. Chưa bao giờ gặp cố ca sĩ dù chỉ một lần. Chưa bao giờ gặp bất kỳ một ai trong gia đình của cố ca sĩ dù chỉ một giây nhỏ thôi. Chứ nhưng mà mình thương mình nghe từ đầu đến cuối cái câu chuyện thì mình mới cảm thấy rằng là trời ơi sao mà nó buồn đến như vậy tại sao một cái người giống như cố ca sĩ sao không sống nó ích kỷ đi một tí làm lao tâm lao lực để làm cái gì làm hết sức có thể để làm cái gì mọi người có biết không những cái lần mà đi sâu diễn ta nói một đêm thôi mà cố ca sĩ đi năm sáu có khi là bảy sâu diễn trong một đêm Bay từ đầu này qua đầu kia Vậy mà cô ấy vẫn kiên trì đi cặn mẫn đi Một cái người mà cũng đã chững tuổi rồi Thì cái sức khỏe Nó cũng không được giống như là cái thời trai tráng Vậy mà cô ấy vẫn hy sinh hết Vì kiếm tiền Vì lo cho con cho cái của mình Vậy đó mà mọi người còn lên tiếng nói rằng là Tại vì sao Lại lấy tiền cách xe của cờ Trời ơi ta nói Cờ nó ấy y lắm Suốt 6 năm vừa qua các bạn nghĩ rằng là cờ đi hát 6 năm ư? Dạ không, hát được có 1 năm trời hà Xong rồi bể giọng từ đó đến nay là cứ an ác đó Rồi có hát hồi gì được nữa đâu Cả gia đình của họ bám víu vào trong nhà của cô ca sĩ đó Nằm gai nếm mặt để chờ ngày chờ thời cơ Trúc ngựa truy phong Chờ thời cơ để có thể lẽ hạ một nấc mà lên trời Chứ nhưng mà đến lúc á, nghe người ta nói rằng là trời ơi ra khỏi nhà của tôi cho tặng 2 tỷ cho tặng 1 tỷ tôi mua nhà mua cửa cho trời ơi ai cũng hô quá trời quá đất Rồi cuối cùng các vị đại gia ấy cũng cao chạy star bay cũng cao chạy bay bất biến Bởi vì sao họ hô chơi thôi chứ mắc gì đâu mà họ phải bu vạ vào làm gì Người ta thấy đang nổi cái scandal đó lên thì bắt đầu người ta bu bám vào thôi xong sau đó thì hả đường ai nấy đi chứ dễ gì mà người ta cho chặn tận chục tỷ nằm mơ với ban ngày sao trời chứ nhưng mà cái người tham thì người ta hơi thăm lắm người ta tham người ta ngang người khác khô người ta tưởng thị chứ không à cho nên còn non và xanh lắm cờ ơi em là chỉ khôn nhà dạy chợ thôi không lỗi đối với những người mà thương em thật lòng không? không lỗi đối với cố ca sĩ thôi cô ấy hiểu rõ hết đó chứ làm sao mà em qua mặt được cố ca sĩ Chứ nhưng mà Cô ấy nghĩ như thế này nè Nếu bây giờ cô ấy buông tay em á Thì cả gia đình của em sẽ lao đao Tại vì sống chung trong một cái gia đình mà ta nói uh, Bác tài là nhà như vậy Thì em làm gì mà có tương lai Làm gì mà có cái vấn đề được gọi là học tập em Vậy mà em đâu có biết ơn biết nghĩa Mà thà ví dụ như em không biết ơn biết nghĩa Thì em còn có cái chút tình Chứ đằng này á em dứt tình quá em sai rõ rành rành mà em còn đi đổ lỗi cho phía bên của cố ca sĩ các bạn đừng có nghĩ rằng là cờ im lặng là thông minh nha nó khôn lỗi lắm đi đổ lỗi vô vã cho người này người kia không đó chơi cho ta nói cuộc đời này khó có ai á mà có thể là điêu giống như gia đình của cờ và những cái sự việc được gọi là điêu điêu giống như vậy á, thì ta nói từ nay trở về sau á, ai đâu mà dám giúp đỡ trời ơi bác ba bây giờ bác ba cũng cố gắng bác ba hô cho cố vào chứ dễ vậy mà bác ba giúp cho cờ tường tặng trời ơi mời thầy cô giáo về luyện thanh nhạc cho cờ dễ vậy mà bác ba bỏ tiền ra bác ba làm nằm mơ dưới ban ngày ư Ok cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo Chào tạm biệt ạ à.